Cùng nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, cùng nâng cao.
động tác nhảy, nhịp 1 nhảy bật tách chân sang hai bên, đồng thời hai tay vỗ phía trước ngực. 1. Nhịp 2 nhảy về tư thế nghiêng. Nhịp 3 nhảy vỗ tay ở trên cao. 4 về tư thế nghiêng. Tương tự 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8, động tác điều hòa. Nhịp 1, chân trái giơ sang ngang, đồng thời hai tay giằng ngang, lắc cổ tay. Nhịp 2, đặt chân trái xuống, đồng thời gập thân, hai tay hạ xuống, lắc tay. Nhịp 3, trở về tư thế nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, đổi chân phải. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
là kết thúc rồi. Các em cố gắng tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.